Chào anh Tuấn, làm thế nào để không bị đổ sớm? Muốn gì thì phải vững. Cái người mà không bị đổ sớm là cái người, thực ra chữ đổ đó nó chỉ xảy ra, nó là tiêu cực, tức là vì nó không dẫn tới được hạnh phúc, mà nó chỉ xảy ra ở trong những cái mối quan hệ mà, tức là cái người phụ nữ chưa có ở trong một cái trạng thái sẵn sàng để được hạnh phúc. Anh nói như vậy để cho em thấy rõ được một cái góc khác. Người phụ nữ mà chưa sẵn sàng để được hạnh phúc thì sẽ hoặc là theo hướng cực đoan là đổ sớm, hoặc là theo hướng cực đoan, cái chiều thái cực cực đoan bên kia là tao không cần mày đó, và cả hai đó đều hư hết, hay là tôi sợ ông lắm, hay là ông nguy hiểm quá, hay là ông không có tốt đó, mặc dù trong lòng lại muốn mối quan hệ đó. Cho nên là làm thế nào đó không được, không bị đổ sớm, mình phải làm một cái người phụ nữ sẵn sàng để được hạnh phúc. Tức là mình vì mình có một người phụ nữ không đổ sớm là một người phụ nữ có những cái phẩm chất như sau. Về mặt phẩm chất thì người phụ nữ đó rất là thăng bằng, thăng bằng là cái đầu tiên luôn. Là tại vì những người phụ nữ mà không thăng bằng là rất dễ đổ, hoặc là rất dễ gây tổn thương cho cái người mà mình hẹn hò, thậm chí con cái hay bất cứ ai mà sống chung với họ hay là tương tác gần với họ. Thì cái đầu tiên là phải thăng bằng và có độ thăng bằng cao, ok không? Thứ hai là có độ nữ tính cao, tại vì cái độ nữ tính đó, nó làm cái tốc độ người đàn ông đó xây cái cảm giác yêu ra rất nhanh. Cho nên là thay vì một năm mấy, 2 năm người đàn ông chưa vào cái trạng thái đó, thì bây giờ nếu như độ nữ tính cao nó có thể 6 tháng 1 năm thôi. Cho nên là sau 8 tháng em đổ cũng được, nhưng mà nếu em nữ tính thì cái người đàn ông đó đổ trước em, ok không? Cho nên là cái nữ tính nó có cái lợi thế rất là cao luôn. Và cái thứ ba là cái giá trị của người phụ nữ đó, thì cái giá trị người phụ nữ đó nó bao gồm sự thăng bằng và cái nữ tính đó, nhưng mà nó cộng với cái nữa là những cái người phụ nữ nó xây dựng cho bản thân mình như cuộc sống. Thì trong cuộc sống thì mình xây dựng cái cuộc sống của mình thì nó có cái phần là niềm vui của bản thân. Cho nên là những người phụ nữ mà không có bị đổ sớm là những người phụ nữ rất là giá trị. Họ thăng bằng, họ bình an và họ có một cái cuộc sống mà ở đó họ tự thân và đã vui. Thì lúc đó họ không bị đổ sớm. Còn những người phụ nữ mà không có cái gì hết, anh giả sử nha, anh đưa hơi cực đoan xíu, và cái này trên thực tế cũng không ít. Nhưng mà giả sử như nè, gia đình đó thì mình không có vui, tổn thương, cha mẹ thì ngày xưa làm gì đó buồn bã. Rồi quan hệ tình dục với hai anh bây giờ bị bỏ, bị buồn rồi, bây giờ thiếu thốn tình cảm. Ba mấy rồi nhiều khi không ai, đặc biệt là các bạn mà mẹ đơn thân á, là bị cái đó rất là nặng, là rất dễ đổ. Tức là cái phần thăng bằng không có. Rồi gì nữa, luôn nghĩ mình giá trị thấp. Đã giờ vô anh này anh hỏi quan hệ tình dục chưa, hay là xưa em còn trinh không, là trong lòng chưa, tôi chưa hỏi, nhưng mà trong đầu luôn có những cái dạng đó. Khi vào một cái mối quan hệ luôn có cảm giác là chết rồi mình yếu, mình thua, mình người ta có thể bỏ mình. Cho nên là nó rất là dễ quỵ lụy, nó rất là dễ vào cái trạng thái là giá trị mình không có cao quá, cho nên mình bán quá rẻ cái cuộc sống tình cảm của mình đó. Cho nên là nó vào cái trạng thái đổ với người đàn ông nó phụ thuộc quá nhanh, trong khi người đàn ông người ta không thích người phụ nữ phụ thuộc, người ta không thích tí xíu nào hết trơn. Người ta thích một người phụ nữ mà người ta yêu được, người ta đeo đuổi, người ta thay đổi. Cái người đàn ông á, họ đeo đuổi một người phụ nữ mà họ thay đổi là thành cái phiên bản tốt hơn, họ yêu cái cảm giác đó, là cảm giác đàn ông luôn muốn. Cho nên chính vì vậy cho nên là cái người phụ nữ mà đổ người đàn ông sau ta thuộc cảm giác, nhưng mà sau đó thì người phụ nữ là không hiểu được cái nguyên nhân mà đã trách đàn ông là vô tâm, trách đàn ông là đồ đẻo giả, trách đàn ông là tại vì họ quan hệ tình dục tùm lum tà la rồi, họ lại trách đàn ông là hồi xưa hứa rồi bây giờ thay đổi. Người đàn ông nói anh đâu có thay đổi gì đâu, nhưng mà hồi trước tưởng em là dễ thương yêu yêu kiều, nhưng mà tới giờ thấy em thấy vô bằng ngoại mà chăn lửa sửa cầu tiêu, hay là thấy em là vật vã quá, cho nên là anh mới nhận ra cái cảm giác thật của mình là vậy, chứ không phải anh thay đổi. Anh vẫn không đổi thay đó, anh không đổi thay, anh chỉ vậy thôi. Rồi sau đó cái mối quan hệ bị hư á, cho nên để trả lời câu hỏi của em thì cái người làm thế nào nó không bị đổ, thì cái người phụ nữ xây ra cho mình được cái đó thì sẽ không bị đổ. Yêu nhau 7 năm, khi mà nói yêu nhau 7 năm á nha, thì 80-90% là chuyện hư, okay. Chưa chắc, nhưng mà 80-90%. Tiếp tục nè, em không chấp nhận phiên bản của anh nên em chia tay và anh níu kéo liên tục, thì 3 tháng sau anh theo đuổi mạnh hơn và em thấy anh thay đổi tốt hơn, em nên chấp nhận quay lại. Nên em chấp nhận quay lại, nhận thấy tình cảm của anh rất mạnh mẽ, vậy nếu hai người quay lại mà phiên bản trở nên tốt hơn thì đến hôn nhân tốt đẹp không anh? Anh thì muốn cưới rồi nhưng em muốn anh thay đổi nhiều hơn nên em phải chấp nhận anh cho được. Anh cho em lời khuyên. Em ơi, theo em tả nha, vậy nếu hai người quay lại mà phiên bản trở nên tốt hơn, anh thấy rằng á, phiên bản của em á, là đang như cũ. Tại vì ở đây là thứ nhất là một người đàn ông 7 năm theo đuổi em, ok, mà theo em tả là anh ta đòi cưới em mà lại ra 7 năm, thì có nghĩa rằng chuyện đã hư từ phía em á, tức là phiên bản của em á. Ở đây á, thì anh ta muốn cưới nhưng em á, thì em muốn anh thay đổi nhiều hơn, cái đó xác nhận cái anh vừa nói là cái phiên bản của em á, nó em chưa sẵn sàng có được hạnh phúc. Tại vì một người phụ nữ á nha, mà
Mà trong một mối quan hệ không muốn người đàn ông phải thay đổi, mà chỉ là mình tốt đẹp và người đàn ông đeo đuổi và người đàn ông thay đổi. Ở đây em thấy cái logic ngược lại nè. Thứ nhất là 7 năm, 7 năm không thể là đeo đuổi được. Tình ta đeo đuổi người ta không thể nào ra 7 năm, ok? Tại người đàn ông ta không chấp nhận điều đó. Thứ hai nè, một người phụ nữ mà nếu như bây giờ người đàn ông không thay đổi thì cũng không ra 7 năm. Đúng không? 1 2 tháng 3 tháng người ta thấy người ta cũng muốn người khác rồi, người ta hạnh phúc. Đằng này người phụ nữ chấp nhận 7 năm thì có nghĩa rằng cái người phụ nữ đó đã vào một cái trạng thái ở đó đã có sự phụ thuộc rồi đó. Nhưng mà ở đây vì em là cái người từ chối cho nên cảm giác hoành tráng, bây giờ anh ta có bạn gái là em sẽ đau. Nhưng mà tiếp tục nè, mình bắt người ta thay đổi nhưng mà mình lại chờ 7 năm. Em thấy cái logic đó không tồn tại được, đúng không? Tức là nếu như anh ta không xứng đáng với em, anh ta phải thay đổi thì nó không có ra 7 năm. Còn nếu như anh ta không xứng đáng với em mà anh ta thay đổi cũng không ra 7 năm. Cho nên là ở cái 7 năm đó và cái em gọi là nhưng em muốn anh thay đổi nhiều hơn em mới chấp nhận. Em sẽ thấy rằng cái đó hình như nó không xảy ra được, tại vì 7 năm rồi nó không xảy ra. 7 năm rồi nó không xảy ra. Và cái 7 năm đó nó xác nhận là em đã bị phụ thuộc vào mối quan hệ rồi. Tại vì không có người phụ nữ nào chấp nhận một người đàn ông 7 năm mà không tới hôn nhân, ngoại trừ đã bị phụ thuộc. Thì ở đây em có cái suy nghĩ là em chưa đồng ý, em không chấp nhận. Không chấp nhận thì không ra 7 năm, không chấp nhận thì chỉ 2, 3, 4, 5, 6 tháng là nhiều rồi. Cho nên ở đây là em đã chấp nhận, em đã đổ, nhưng mà giống như một vài những cái mối quan hệ mà trước khi nó bể ra đó thì người ta có cái cảm giác là mình hoành tráng là tại vì người kia đeo đuổi. Nhưng mà trong đó em thấy nè, em đã bị phụ thuộc về cảm xúc. Tại nếu không, người phụ nữ không bao giờ có 7 năm. Em tưởng tượng một người phụ nữ mà không chấp nhận cha hàng xóm với anh hay tả đi, không bao giờ ra một ngày chứ đừng nói tới 7 năm. 7 năm là đã phụ thuộc, ok không? Mà em đã phụ thuộc rồi thì em sẽ thấy là cái việc em yêu cầu mong đợi là hợp lý. Người phụ nữ mà phụ thuộc người đàn ông là luôn anh phải tốt hơn, anh phải tốt hơn. Tại vì người phụ nữ không phụ thuộc, người ta không mong, người ta chỉ chọn thôi. Cho nên cái mối quan hệ của em tả thì theo em viết ra ở đây, mà nếu như bạn nào không có kinh nghiệm hay là nhìn không ra được á, có thể nghĩ là em đang lợi thế hay là chuyện đang tốt. Thực ra chuyện của em đã xấu rồi. Phiên bản của em đã hư, hư theo cái kiểu là để mối quan hệ này hư, em phải thay đổi. Cho nên anh không tin là chuyện có gì thay đổi. Và anh nghĩ nha, cái mối quan hệ này nếu tới hôn nhân thì nó giống như những ca anh nói là đó là cái bất hạnh cho em và anh ta luôn. Nó sẽ là tổn thương nếu tới hôn nhân. Cho nên em nên thay đổi, mối quan hệ này không có tốt, 7 năm, not good. Theo em tả nó không có gì tốt hết đó. Tuy nhiên nghe có vẻ những điều tốt. Thực ra trong đó anh tin chắc là có nhiều tổn thương. Trong đó chắc chắn những có những cái như quan hệ tình dục sớm hay là những cái đổ và tuột cảm giác hay là phụ thuộc rồi. Và chắc chắn là có nhiều tổn thương trong đó. Anh thì anh thấy chắc chắn là có nhiều tổn thương. Và đã tổn thương rồi nha, mà những cái anh nói mà nó có 1-2 điểm hay là tất cả những điểm đó thì mối quan hệ đó thật sự là hư rồi. 7 năm cái cảm giác yêu nó tụt rồi. Ok không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.